chương 1, có thêm chị gái, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nó bước đi một mình trên con đường quen thuộc để đến trường, trường của nó cũng gần nhà nên nó có thể tự đi bộ được. Nó đã chuyển ra ở riêng từ một năm trước khi đó nó mới vào lớp 10, nhà của nó là một căn biệt thự nhỏ có hàng rào hoa hồng bao quanh trước của. Bà của nó là kỹ sư nổi tiếng nên đã sang nước ngoài làm việc đồng nghĩa với mẹ nó cũng sang nước ngoài mà cụ thể là Pháp để dạy học nó còn một người anh trai nữa nhưng anh nó đã mất tích sau vụ lở tuyết ở himalaya khi đang leo núi cùng bạn không ai biết là anh còn sống hay không đang bước đi trên đường thì nó gặp một cô gái đang bị ngất đi bên cạnh gốc cây theo cảm tính nó chạy lại nhìn cô gái đang bị ngất ấy thật sự rất xinh đẹp đôi môi đỏ hồng chúm chúm làn da trắng mịn nó giật mình nhớ ra giờ không phải lúc để ngắm và thế là nó vội vàng gọi xe cấp cứu sau khi xem xét một hồi, một ông bác sĩ có vẻ già dặn bước ra. Gạch dưới bác sĩ, chị ấy có sao không ạ? Nó chạy ngay đến và hỏi. Gạch dưới cô là người nhà bệnh nhân. Bác sĩ lại tiếp tục hỏi cái câu cổ hủ nhất. Gạch dưới dạ, dạ đúng ạ, cô hơi suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng cũng trả lời. Gạch dưới tôi khuyên gia đình nên chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, bệnh nhân vì làm việc quá sức nên mới ngất xỉu, kèm theo việc bị bệnh ung thư máu, đã đến giai đoạn cuối nếu không phẫu thuật có thể sẽ tử vong. Bác sĩ trả lời, Gạch dưới vâng ạ, à, cảm ơn bác sĩ, giờ cháu vào trong thăm chị ấy được không ạ? À? Nó lại hỏi Gạch dưới được, giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ nói xong thì đi luôn cô nhẹ nhàng bước vào phòng bênh ngồi xuống bên cạnh chiếc giường màu trắng nơi có một người con gái tựa thiên thần đang chìm sâu vào giấc ngủ chị ấy đẹp thật mình chắc chẳng bằng một góc của chị ấy đâu nhỉ buồn thật cô thầm nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng hồng làn mi cong dài tất cả mọi thứ đều hoàn hảo ít nhất là đối với suy nghĩ của nó từ trước tới giờ nó chẳng bao giờ tự tin về bản thân sau khi gặp cô gái này nó lại càng tự ti hơn nhưng ai biết rằng nó có một thứ quý giá mà hiếm ai có được đó chính là đôi mắt trong veo tựa buồn cùng với tâm hồn trong sáng của nó cô gái ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy gạch dưới ưm tôi đang ở đâu đây cô gái ấy hỏi gạch dưới bạn bị ngất nên mình đưa bạn vào đây, bác sĩ nói bạn đừng làm việc quá sức sẽ có hại cho sức khỏe lắm, mà hình như bạn học cùng trường với mình thì phải. Mình là Triệu Nhật Linh học sinh lớp 11A một trường hoàng gia. Nó nói, giọng nói thật nhẹ nhàng. Gạch dưới ừm, khối 11 à, thế thì mình hơn bạn một tuổi rồi, mình là Trần Tử Tiết học sinh khối 12, dù gì cũng cảm ơn bạn. Từ tiết nói không còn cái vẻ lạnh nhạt ấy nữa cô có cảm tình với cô bé này ngay từ lần đầu gặp gạch dưới vậy em gọi chị là chị rồi chị đẹp thật đấy đẹp như thiên thần vậy cô nói gạch dưới cũng bình thường thôi giờ chúng ta về đi cũng muộn rồi chuyện chị bị bệnh em đừng nói cho ai nhé gạch dưới sao sao chị biết à em định không cho chị biết vì sợ chị không chịu đựng được nó ngạc nhiên nói Gạch dưới chị bị căn bệnh này 4 năm rồi, chữa trị hết cách mà kết quả vẫn tròn trĩnh là con số không, chị đang tìm người ghép tủy. Gạch dưới vậy ạ, à, thôi chị em mình về đi. Nó cảm thấy hơi buồn, thật sự thì nó rất quý người chi này. Gạch dưới từ giờ em sẽ là em gái chị, có gì thì cứ gọi chị nhé. Tử tuyết vui vẻ nói nhưng trong lòng cô cũng buồn lắm. Tạm biệt tử tuyết, về đến nhà cô mới giật mình nhớ ra mình đã cúp học ngậm ngùi gọi điện cho mẹ nuôi nó xin nghỉ học, mẹ nuôi nó là hiệu trưởng mà. Đã gần 10 giờ rưỡi rồi, Mai cũng sắp đi học về, nó và Mai ở chung nhà vì Mai thì bố mẹ ly dị, nó thì ở riêng nên hai người ở chung cho đỡ buồn. Hai đứa nó thân nhau từ hồi còn học mẫu giáo, Ngọc Mai nghĩ gì, làm gì nó đều hiểu, sau khi bố mẹ ly dị, Ngọc Mai đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, suốt ngày chỉ ở trong phòng khóc cũng đúng thôi khi mà từ nhỏ tới lớn mai lúc nào cũng sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của bố mẹ đùng một cái bố mẹ ly dị hỏi sao không sốc cho được cũng may nhờ nó mà mai mới bắt đầu hòa nhập với thế giới xung quanh được giờ đây cô hay cười hay nói nhưng nó hiểu cô vẫn còn nghĩ về việc của bố mẹ nhiều lắm nụ cười ấy cũng chỉ để nó bớt lo lắng cho cô thôi nó đang làm bữa trưa cho cả hai đứa, vì chương trình học khá khó nên nhà trường miễn giảm cho học sinh học buổi chiều. Đúng 10 giờ 45 phút mai về tới nhà, căn nhà đang yên tĩnh bỗng ồn ảo hẳn khi có sự xuất hiện của cô. Cả hai ăn chưa một cách rất vui vẻ, căn nhà chỉ có hai cô gái nhưng ai dám nói là căn nhà này không ấm cúng, không hạnh phúc giống như những gia đình khác. Đang ăn, Mai bỗng nảy ra ý kiến gạch dưới e bồ, chiều đi shopping không, lâu rồi không đi, công ty tôi mới nhập về mấy mẫu được lắm, mai nói gạch dưới ừm, bố thích thì tôi chiều, khoảng 2 giờ rồi đi chứ trưa này nóng lắm. Nó góp ý, nó không có sở thích đi shopping nhưng vì mai nên nó mới đồng ý, gạch dưới OHHH h, h, vậy đi, tôi có chuẩn bị xe dùi đó, đi mùi trần cho mát nha, mai hỏi gạch dưới ừm, tùy bồ. Nó chỉ đáp gọn có ba từ. Là lá là tôi là dòng phân cách la lá là trừ 2 giờ chiều, tại khu trung tâm thương mại MNL. Nó mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối không họa tiết chỉ có điểm nhấn là chiếc thắt lưng to ở ngang eo, bên ngoài cũng là chiếc áo khoác trắng. Trong nó thật trang nhã, nữ tính. Mai thì váy jean ngắn ngang đùi, nhìn thật cá tính cả hai đứa tụi nó đi hết shop này đến shop khác, đi đến đâu cũng có người cúi đầu chào hỏi, vì Mai là chủ khu trung tâm mua sắm này mà. Cùng lúc đó, Tử Tuyết cùng với Tùng cũng ở đó, nếu ai không nhớ Tùng là ai thì Trương giới thiệu nhân vật thẳng tiến nhá. Gạch dưới A, à, Nhật Linh, em cũng ở đây à, Tử Tuyết gọi. Gạch dưới ủa, chị Tử Tuyết, sao chị lại ở đây? Nó cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại trùng hợp như vậy gạch dưới chị đi shopping nè, không ngờ lại gặp hai em. từ tuyết đáp gạch dưới à, chị tuyết chị không nhớ em là ai à? lúc này mai mới lên tiếng. gạch dưới làm sao chị quên được em, cô chủ nhỏ của công ty thời trang mai linh. gạch dưới hì hì, em tưởng chị quên em rồi. gạch dưới hai người quen nhau à, nãy giờ nó ngô nghê nên giờ mới lên tiếng gạch dưới hì, chị Từ Tuyết là khách quen của công ty mà gạch dưới ơ, thế còn đây là ai? Cả hai cùng đồng thanh, Mai Linh. Gạch dưới à, xin giới thiệu với hai em, anh là Tùng, người yêu của con này. Tùng lên tiếng, gạch dưới là người yêu mà sao hai anh chị xưng mày tao vậy? Nó hỏi, gạch dưới cái này là để tạo sự đặc biệt ý mặt chị với thằng này gọi mày tao quen rồi cách xưng hô khá đặc sắc sau cuộc trò chuyện cả bốn người rủ nhau đi mua sắm ước chừng cũng phải hết một nửa số quần áo của shop mua sắm xong họ lại rủ nhau đi ăn kem vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ chưa bao giờ kể từ khi ra ở riêng nó có cảm giác vui vẻ và ấm cúng như thế này sáu giờ tối hoàng hôn bắt đầu buông xuống tất cả chia tay nhau mỗi người một hướng trở về nhà sau một buổi đi chơi vui vẻ hiện tại của nó đang tràn đầy màu hồng và màu của tiếng cười nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào, là màu hồng hay là màu xám xịt, sẽ là màu nụ cười hay là màu của những giọt nước mát. Chương 2. Gặp mặt, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com lại một ngày nữa trôi qua, buổi sáng tại nhà nó gạch dưới nè bồ, dậy đi nhanh lên, muộn rồi đấy nó gọi to gạch dưới để tôi ngủ thêm chút nữa đi, dù gì thì tôi cũng đâu có học ở trường như bồ đâu mà sợ muộn, chút nữa tôi mới phải đến chỗ chị Ani để học mà, bồ cứ làm quá. Gạch dưới ừ ha, tôi quên mất, thôi bai bồ nha, tôi đi trước đây. Nó như hiểu ra vấn đề rồi vội tạm biệt mai để đi học. Hôm nay lớp nó có bài kiểm tra một tiết môn văn môn mà nó thích nhất. Tối hôm qua nó chỉ học sơ một hai lượt là đã thuộc, mấy bài kiểu như thế này nó đã đọc đi đọc lại từ hồi còn nhỏ rồi, lúc ấy mẹ nó còn là giáo viên dạy cấp 3 Việt Nam. Nó đã lén lấy tài liệu dạy học của mẹ để đọc. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm ấp chiếu xuống giàn hoa hồng trước của nhà nó, gió nhẹ nhẹ thổi làm mái tóc đen mượt của nó khẽ đung đưa. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp bước đến trường hôm nay trường có vẻ đông đúc hơn thì phải nó cũng chẳng để ý nhiều làm gì chuyện không phải của mình thì tốt nhất không nên xen vào nhưng khi nó vừa đi quay bước thì có tiếng gọi từ đám đông vọng ra gạch dưới nhật linh đợi chị đó không ai khác là tiếng chị tử tuyết sau khi chen được qua đám đông đó thì tử tuyết thấy nó nên gọi lại gạch dưới chị tử tuyết chị nhiều phen hâm mộ thật đó nó ngưỡng mộ nhìn chị, bây giờ thì nó đã hiểu tại sao trường lại đông như vậy, hôm nay chị tử tiết cùng với cả ba hot boy của trường đều tập trung ở đây. Không phải riêng hôm nay mà mọi hôm khác cũng như vậy, chỉ là nó không để ý, ba hot boy không ai khác chính là Minh Phong, Hoàng Nam và Thanh Tùng. Bốn người lần lượt tiến lại chỗ nó làm cho những ánh mắt của học sinh trong trường cứ dán hết vào nó, ngưỡng mộ có, khen tị có quay lại với câu chuyện của nó và từ tuyết gạch dưới nhiều gì đâu em khổ muốn chết ý chứ đi đâu cũng bị vây lại rõ mệt từ tuyết than thở với nó gạch dưới đây là bạn chị tuyết nói rồi chỉ tay về phía ba người kia gạch dưới hì chào mấy anh em là nhật linh nó nói gạch dưới chào em anh là hoàng nam bạn của ba người này rất vui được gặp em nam le te gạch dưới chào anh là minh phong hắn nói hời hợt cho có. Gạch dưới còn anh chắc em chưa quên đâu nhỉ, anh là bạn trai của con kia nè. Tùng nói, gạch dưới làm sao mà em quên anh được. Linh nói, trong lúc tụi nó đang nói chuyện thì xung quanh biết bao tiếng xì sầm bàn tán. Nào là, gạch dưới, hot girl số một trường mình từ tiết cùng với ba hoàng tử sao lại nói chuyện với con bé quê mùa ấy ns một gạch dưới trời ơi ngứa cả mắt con bé đấy chắc lại thấy sang bắt quàng làm họ ấy mà chị ơi chị từ tiết gọi chị ấy trước mà, có phải chị đấy đâu bằng bằng ns hai gạch dưới đũa mốc mà bầy đặt đòi mâm son thứ nhà quê ns bốn vân vân và mây mây những câu từ ám chỉ nó những tia lửa điện cứ chiếu hết vào người nó gạch dưới chút nữa xuống ca tần cùng tụi chị nhé giờ cũng muộn rồi em vào lớp học đi tử tiết nhanh chóng tạm biệt nó rồi cùng mấy người kia lên lớp. Cả tiết học sau đó ngoại trừ lúc kiểm tra văn thì nó hoàn toàn chẳng nhét được gì vô đầu cả tất cả chỉ tại những ánh mắt cứ dồn hết vào nó. Bạn bè trong lớp cũng bắt đầu bàn tán khi nó nói chuyện được cùng với Tam Hoàng Tử và Hot Girl số một tử tuyết. Có mấy người còn chạy ra hỏi này hỏi nọ rồi bao nhiêu lời đồn ác ý cứ bám lấy nó, chưa bao giờ nó bị bàn tán như thế này tiết học dài hơn nửa thế kỷ cũng đã kết thúc, nó nhanh chóng xếp lại sách vở rồi chạy xuống Carton. Vừa xuống đến nơi nó đã thấy bốn người họ đang ngồi ở bàn trung tâm, hắn đang chăm chú chơi game, anh Nam thì nhắn tin còn chị Tử Tiết với anh Tùng thì đang cãi nhau. Vừa thấy nó xuống, chị Tử Tiết đã nhanh chóng gọi, nó ngồi cùng với hắn, hắn cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ cười mỉm một cái, nụ cười chưa đến hai giây đã vội mất cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ bình thường hắn rất ít nói nhưng hôm nay bỗng nói nhiều hẳn đang định cầm ly nước cam để uống thì bỗng có một người va vào tay nó làm ly nước cam hất thẳng vào người hắn một cách không thương tiếc nó vội vội vàng vàng xin lỗi rồi lấy khăn lau cho hắn một hành động hết sức bình thường đối với nó khi mình lỡ đổ nước vào người khác thì tất nhiên phải lau rồi vậy mà hành động đó của nó lại là hành động mang tính lịch sử từ trước tới giờ chưa có cô gái nào dám động vào hắn kể cả Từ Tuyết vậy mà hôm nay nó lại hồn nhiên động vào hắn như vậy. Từ Tuyết Tùng, nam cùng với tất cả học sinh đang có mặt trong căn tin trố mắt nhìn nó, hắn thì nhíu mày nhìn vào cô gái hồn nhiên vô tư và to gan đang lau người mình. Nó đang lau thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng liền quay lên, đạp vào mắt nó là biết bao con mắt đang mở to hết cỡ khiến nó thấy lạ, nó hỏi một câu rất ngô nghê. Gạch dưới em làm gì không đúng hay sao mà mọi người nhìn em hoài vậy ạ? À? Không có tiếng trả lời, Từ Tiết chỉ đưa ngón tay về phía hắn, nó theo hướng của tay Từ Tiết quay lại thì thấy hắn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Một lúc hắn mới lên tiếng Gạch dưới chưa có người con gái nào dám động vào tôi như em đâu. Hắn nói mà bao nhiêu tia băng cứ bắn vào nó. Gạch dưới vớ, vậy à, em xin lỗi, em không có ý, nó lo lắng cộng hối lỗi nói người ta chỉ lau hộ thôi mà gạch dưới em to gan thật bây giờ em muốn tôi xử lý em thế nào đây hắn bắt đầu hỏi tội nhưng trong ánh mắt hiện lên ý cười gạch dưới em xin lỗi nó nói nhỏ xíu trong miệng tất cả người trong căn tin đều nín thở nhìn nó và hắn đang nói chuyện gạch dưới ra về đợi tôi ở cổng trường hắn lạnh lùng nói rồi quay sang quét ánh mắt toàn băng vào đám người trong căn tin đang trố mắt nhìn mình lập tức tất cả mọi người quay đi tử tuyết và hai người kia cũng bắt đầu hồn nhập vào xác cả ba đều không tin nổi hắn vừa nói chuyện với một cô gái tất cả đều biết băng trong hắn đã bắt đầu tan nhưng không ai ngờ rằng chỉ vì một cô gái mới quen chưa được một ngày mà đã làm hắn thay đổi có lẽ đó là tiếng sét ái tình Tất cả nam người lại ăn uống và nói chuyện vui vẻ nhưng ở một nơi khác của căn tin có người đang tức giận nhìn nó. Bằng 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 buổi học hôm nay thật mệt mỏi, không phải vì bài khó mà là vì người ta cứ chỉ chỉ chỏ bằng nó rồi nói khó khăn lắm nó mới lết được cái thân xác của mình ra khỏi lớp hôm nay nó phải ra gặp hắn để đền tội nghĩ cũng khổ thật chỉ đụng vào người anh thôi mà giờ nó mới ra nông nỗi này ai nói anh lạnh lùng quá cơ làm nó sợ chứ nếu không thì nó đã cãi lại rồi tg vâng chị cãi lại thế chị định cãi cái gì bước chân ra cổng trường, trước mặt nó là chiếc BMW sáng loáng đang đậu ở ven đường, phía trước mũi xe là hắn, hắn đang đứng dựa vào mũi xe, một tư thế rất ư làng quyến rũ. Xung quanh có mấy cô gái cứ bu vào hắn, nhìn tư thế đó mà tim nó chạch một nhịp, nó cứ đứng đơ ra đấy để ngắm hắn. Gạch dưới em ngắm đủ chưa, giờ thì đi được rồi chứ, Hắn lên tiếng làm nó giật mình, cúi mặt xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng nhìn dễ thương cực. Hành động này của nó làm hắn phải bật cười nhưng có nhịn lại vì giữ hình tượng cool boy. Sau khi lên xe của Minh Phong, nó cũng chẳng hỏi gì nhiều vì mỗi lần nó nói gì với hắn là chuyện xui xẻo lại đến. Bây giờ đối với nó thì im lặng là vàng chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt cũng may đây không phải là xe mui trần nếu không thì nó sẽ chết vì hoảng rồi cảnh vật hai bên đường có lẽ rất đẹp nhưng nó có ngắm được cái quái gì đâu ai nói hắn đi xe với tốc độ siêu nhân quá làm gì hắn thấy nó không nói gì cũng chẳng có ý bắt chuyện với nó vì hành động này vốn dĩ không nằm trong từ điển của hắn chiếc ô tô của hắn dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng phải nói là cực cực kỳ sang trọng mới đúng những nơi thế này nó chưa bao giờ đến nên nó chăm chú quan sát nhà hàng này lần đầu được đến mà cũng phải thưởng thức chút chứ gạch dưới em có định vào trong không muốn đứng ngoài này à hắn lên tiếng phá vỡ tâm hồn đang tập trung thưởng thức của nó thật là mất hứng mà nó nghĩ gạch dưới ơ dạ nó nhanh nhảu đáp mặc dù rong lòng không phục biết sao bây giờ nó thì lúc nào cũng sợ lời nói của anh không vì một lý do gì cả có một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy nó phải chăng anh quá lạnh lùng bên trong nhà hàng này còn sang trọng gấp mấy chục lần bên ngoài cả nhà hàng được bao phủ bởi màu kem ấm áp ánh đèn vàng nhạt mờ ảo giữa trung tâm là một chiếc đèn chùm mạ vàng tất cả tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng nhân viên phục vụ trong này cũng rất thân thiện phục vụ rất nhiệt tình bồi bàn mang menu cho hắn và nó gạch dưới thiếu ra và tiểu thư dùng gì ạ à? anh bồi bàn khá điển trai cầm cây viết và một mẩu giấy nhỏ nhìn tụi nó hỏi mở menu ra toàn là đồ ăn đắt tiền sơn hào hải vị nó không nghĩ một ngày mình có thể được ăn những món này oa à, thích quá đi gạch dưới em dùng gì hắn lịch sự hỏi gạch dưới dạ gì cũng được ạ à? nó cũng từ tốn, dù gì thì nó vẫn chưa biết mình trả tiền hay hắn trả tiền, lỡ gọi nhiều quá chút nữa, phải thanh toán thì đáng lắm. Gạch dưới vậy cho tôi biết tết, spaghetti, sandwich bơ, hamburger, serim scampi, bánh mì bơ tỏi, tôm hùm fra diavolo, khoai tây chiên, bánh su kem, bánh macaron, kem dâu, bánh cắp cách, bánh sô so cô, la, nước ép dâu. Hắn đọc liên tục làm nó phát hoảng, hích nó có phải heo đâu chứ, bên cạnh anh bồi bàn cũng đang ghi đến toát mồ hôi lần đầu tiên có người ăn nhiều thế này gạch dưới anh ơi nhiều thế này mà toàn món đắt tiền em không trả nổi đâu biết nói thế là hơi mặt dày nhưng bây giờ nó phải làm sao phải mặt dày cứu lấy bản thân chứ biết làm sao gạch dưới em yên tâm tất cả tôi sẽ thanh toán hắn nghe nó nói vận khẽ nhếch mép cô bé này đúng là thú vị thật gạch dưới nhưng anh gọi nhiều thế liệu anh có ăn hết được không ạ? À? Nó vẫn ngây ngô hỏi mà đâu biết cực hình sắp giáng xuống đầu nó. Gạch dưới tôi có nói là gọi cho tôi đâu, tất cả là gọi cho em ăn mà, sao? Không muốn ăn, hắn bắt đầu giờ cái giọng điệu dùng rợn đấy ra dọa nó. Gạch dưới dạ, làm sao mà em ăn hết được? Nó chút nữa thì tẽ ngửa ra khỏi ghế sau khi nghe xong câu trả lời quá ư là vô tư đấy gạch dưới đây là hình phạt dành cho em, ăn xong hết rồi mới được về không thì đừng trách tôi, tôi sẽ đợi. Hắn nói mà còn hơn cả đe dọa. Ai biết được trong bụng hắn đang cười sặc sụa, chẳng qua không dám lộ ra người thôi. Sau khi bị hắn dọa cho một trận thì nó đành ngậm ngùi ăn từng món một tuy ngày thường nó ăn nhiều lắm nhưng cũng chỉ được một nửa số này thôi. Mãi đến tận 12 giờ nó mới nuốt hết được đống thức ăn, đưa ánh mắt căm hận nhìn hắn dù cố nhịn lắm rồi nhưng trước hành động dễ thương cực này của nó thì hắn cũng phải phì cười ai mà biết được cô nhóc ngây thơ này lại hồn nhiên như thế những người con gái khác thì liếc mắt đưa tình với hắn còn nó thì lại đi nhìn hắn đầy căm hận tiếp tục hình phạt lần này nó phải cùng hắn đến khu vui chơi giải trí mà vấn đề ở đây là phải đi bộ vì xe của hắn hết xăng không biết hắn nghĩ gì nữa đi bộ, giữa mùa hè nóng nực này, vào 12 giờ chưa tên biến thái đáng ghét. Cộng 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 còn ngôi thứ ba thì sẽ để trong ngoặc vậy sẽ dễ cho việc bộc lộ suy nghĩ hơn. Đến khu vui chơi đúng vào lúc một giờ chiều, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đám cỏ. Hắn cũng ngồi bên cạnh tôi. Chia chai nước khoáng chanh trước mặt tôi và tất nhiên là tôi chộp ngay chai nước chanh rồi, sự thật hiển nhiên mà. Đến bây giờ thì tôi chẳng cần giữ hình tượng với hắn nữa rồi, hơn tôi một tuổi chứ gì. Không vấn đề, lạnh lùng chứ gì tôi sẽ cho hắn hết lạnh lùng hắn cứ hành hạ tôi khổ sở thế này nữa xem tôi sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ ai cũng nghĩ tôi là một đứa con gái hiền lành tốt bụng ngây thơ ngốc nghếch thân thiện nhưng chỉ có mấy cái đúng thôi ngây thơ không hề yên lành đừng ảo tưởng ngốc nghếch đang mơ à thân thiện tùy loại người thôi tg thế ra từ trước tới giờ tg bị chị này lừa linh chị có lừa em đâu tại em cứ bị mắc lừa chị ý chứ tg bằng bằng ngồi nghỉ lấy sức được một lúc hắn lại lôi tôi đi hai bao giờ tôi mới thoát kiếp nạn này đây bị hắn lôi đi tôi cũng mặc kệ dù gì thì trong này cũng chỉ có trò chơi nên không sợ hắn hành hạ kiểu như bê vác gì gì đó Hắn cứ tự nhiên kéo tôi đi, lúc đầu tôi có hơi ủ rũ nhưng sau thấy toàn trò mình thích thì tôi còn chơi kinh hơn cả hắn, đến tận 6 giờ chiều. Sau khi chơi liên tục 5 tiếng không ngừng nghỉ thì cuối cùng chúng tôi mới chịu ra khỏi khu vui chơi giải trí. Nếu không phải hắn lôi tôi ra thì chắc giờ này tôi vẫn ở trong đó với mấy đứa trẻ con. Không biết hắn có cười mình không nữa, xấu hổ chết mất. Sau khi chơi thỏa thích, hắn đưa tôi đi ăn tối và tất nhiên lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không đi bộ. Hắn có vẻ hiểu ý tôi nên gọi điện cho ai đó, 5 phút sau một chiếc xe ô tô bóng loáng đã đậu ngay chỗ chúng tôi. Mãi đến 9 giờ tối tôi mới lết về nhà được, hắn cũng định đưa tôi về nhưng tôi từ chối nếu không mất công mai lại tra khảo, vì một tương lai tai không bị điếc. Hôm nay gọi là đi chuộc lỗi mà cái gì cũng là hắn thanh toán, nghĩ cũng ngại thật vừa đi trên đường, tôi vừa nghĩ tại sao ai cũng bảo hắn lạnh lùng là sao ta. Hồi ở căn tin thì tôi có thấy hắn hơi ít nói chút xíu nhưng từ lúc đến nhà hàng thì hắn nói nhiều không tả nổi. Con người này thật là khó hiểu quá đi à, nhưng mà sau buổi đi chơi hôm nay, tôi đã thay đổi suy nghĩ về hắn đến 3 tháng tư lần đầu tiên là cảm giác sợ khi mới gặp lúc ngồi chung căn tin thì lại cảm thấy hắn vừa đáng sợ vừa vô lý lúc đi nhà hàng tôi thấy hắn thật là ác độc nham hiểm và cuối cùng là lúc ở khu vui chơi giải trí tôi lại thấy hắn là một người thú vị khá tốt tính chỉ là thường ngày hắn lạnh lùng quá thôi sao tôi lại đi nghĩ về một người như vậy nhỉ bực mình quá đi không nghĩ nữa không nghĩ nữa dù tôi tự nhủ phải gạt bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu nhưng sao không được, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ về một đứa con trai ngoại trừ anh mối tình đầu cũng là mối tình đơn phương của tôi. Phải chăng tôi đã thích hắn? Tôi tự cười giễu bản thân, mình thích hắn nhưng hắn chắc gì thích mình, trèo cao ngã đau, tốt nhất không nên mơ mộng làm gì. chương 3, đừng để nước mắt phải rơi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com một ngày mới lại đến đối với tôi mỗi sáng thức dậy bằng dấu lớn đi học bằng dấu lớn về nhà ăn cơm bằng dấu lớn ngủ bằng dấu lớn dậy ăn tối bằng dấu lớn ngủ cái trình tự ấy cứ lặp đi lặp lại tẻ ngát làm vscn xong tôi xuống nhà với đại hộp sữa với cái bánh mì rồi đi học mai đang đi công tác nên tôi cũng không phải nấu ăn sáng đang đi trên đường một chiếc xe bmw phóng qua làm khói bay mù mịt chiếc xe vô duyên ấy đậu ngay trước mặt tôi từ trên đó bước xuống là cái tên đáng ghét ấy tuy ghét hắn lắm nhưng tôi vẫn phải cắn răng cắn lợi ngoan ngoãn với hắn để phòng thiên tai bão lũ lại xảy đến hắn đến đây làm gì nhỉ đừng nói là đến đón tôi đi học nha tôi không có cái phúc ấy đâu đi học cùng hắn kiểu gì mấy nữ sinh trong trường cũng kéo đến hỏi thăm tôi cho xem gạch dưới ơ anh đến đây làm gì ạ à? một câu hỏi vô cùng dịu dàng đến tôi cũng không tin được vừa hôm qua tôi còn ghét hắn mà hôm nay lại nói được câu lịch sự như vậy thường thì tôi sẽ chửi thẳng tên đáng ghét kia đến đây làm gì muốn làm ô nhiễm không khí à gạch dưới đón đi học hắn lạnh lùng đến không thể tin vừa hôm qua còn nói chuyện với tôi bình thường mà sao hôm nay đã vậy rồi gạch dưới dạ làm sao nó có thể tin được hot boy à không cool boy trường lai like đến đưa tôi đi học gạch dưới lên xe chưa để tôi nói hết được câu nào hắn đã kéo tôi lên xe ngồi trên xe tôi chẳng có gì để nói với hắn tôi vẫn chưa quen cái kiểu lạnh lùng này hôm qua còn cười cười nói nói mà hôm nay lại thành một tảng băng chính hiệu đâu mói là con người thật của hắn đây chống tay nhìn ra bên ngoài, đường phố thật đông đúc và nhộn nhịp, dòng người ngoài kia vẫn làm việc của mình, tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh mình. Chính ngày này của hai năm trước đã cướp đi người anh trai yêu quý nhất của tôi. Last back trừ ba năm trước, ngày 26 tháng 10 gạch dưới ba mẹ, anh đâu rồi hu hu, ba mẹ nói đi. Tôi khóc nức nở hỏi ba mẹ, gạch dưới con à, ba mẹ vừa được người ta báo tin rằng. Anh con đã đã mất, tích khi, đi leo núi cùng bạn. Ba tôi là một người rất cứng rắn vậy mà hôm nay mắt ba đã đỏ hoe. Tôi vốn nghĩ đây chỉ là nói dối thôi nhưng bây giờ nhìn ba tôi như vậy mọi hy vọng trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Gạch dưới hức, ba mẹ, làm sao có thể như vậy được chứ, đây là nói dối mà, ba mẹ đừng lừa nữa, con không tin oa oa, con không tin đâu. Oa oa dù biết đây là sự thật nhưng làm sao tôi có thể tin cơ chứ? Gạch dưới lê ngà, con đừng như vậy nữa. Hức, mẹ tôi lên tiếng, lời nói của mẹ có vẻ trôi chảy nhưng vẫn không giấu được tiếng nấc. Mẹ đang kìm chế những giọt nước mắt của mình, từng giọt nước cứ động lại trên khóe mắt mẹ, mẹ đã khóc nhiều lắm thì phải. Mắt mẹ sưng hết cả lên rồi. Mẹ đang rất đau lòng nhưng có lẽ vì tôi nên mẹ mới phải kìm chế gạch dưới không không thể nào con xin ba mẹ xin ba mẹ hãy nói đây chỉ là nói dối đi hu hu hức hức tôi vẫn cố nghĩ đây chỉ là nói dối mặc cho sự thật đã phơi ra rõ ràng nhưng điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là hy vọng vẫn biết hy vọng càng nhiều thì càng đau khổ thế nhưng bây giờ tôi chỉ biết hy vọng thôi ba mẹ tôi đều im lặng họ chẳng biết nói gì ngoài nhìn tôi khóc biết sao được khi họ cũng đau lòng lắm họ cũng muốn khóc khóc cho thỏa những kìm nén của mình ba ngày tổ chức tang lễ cho anh tôi đã không ăn không ngủ chỉ quỳ trước di ảnh của anh mà khóc khóc nhiều đến nỗi mặt của tôi được rửa bằng nước mắt đôi mắt sưng đỏ đau rát khuôn mặt thấm mùi mặn chát của nước mắt một tuần sau đó đêm nào tôi cũng ôm ảnh của anh và khóc chỉ khóc thôi tôi không tiếp xúc với ai không tiếp xúc với thế giới bên ngoài bởi vì khi tôi đau khổ nhất thì bên ngoài kia mọi người vẫn cứ chạy theo dòng đời tấp nập chẳng ai quan tâm đến ai cả lúc đấy mai đang đi du học nghe tin anh tôi mất cô đã bay ngay về nước nhưng tôi cũng không gặp cô mặc cho gia đình có nói thế nào ba mẹ muốn nhờ mai an ủi tôi nên mới hết lời khuyên tôi gặp mai nhưng lúc đó tôi chẳng muốn gặp người nào hết trong lòng tôi chỉ có chữ hận hận ông trời bất công đã cướp mất anh trai của tôi hận ba mẹ đã không nói rằng tất cả những gì họ nói trong điện thoại chỉ là nói dối hận những con người ngoài kia sao quá vô tâm quá ích kỷ tôi sống như người mất hồn hơn một năm thời gian đó tôi do gặp phải cú sốc quá lớn nên đã trầm cảm mức độ nặng Mai chính là người an ủi tôi nhiều nhất, hầu như ngày nào cô cũng đến nói chuyện, an ủi tôi, buổi tối có khi cô ở lại với tôi, khi tôi khóc cô cũng khóc cùng tôi. Đó là lý do tôi thân với Mai và khi ba mẹ Mai ly dị tôi cũng là người an ủi cô như cô đã từng an ủi tôi. Có một điểm chung giữa chúng tôi đó là khi gặp phải một cú sốc lớn chúng tôi đều lâm vào triệu chứng trầm cảm. Nó không phải tốt đẹp gì nhưng ít nhất thì sau lần đó thì chúng tôi đã biết cách an ủi nhau và giúp nhau vượt qua khỏi cú sốc đó. Bách nào tôi hồi tưởng lại ký ức đó, chẳng biết nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm mặt từ bao giờ. Bỗng, tôi có cảm giác một hơi ấm trên mặt mình, ý thức lại tôi mới biết rằng hắn đang lau nước mắt cho tôi. Tay hắn ấm quá, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi, tin nổi không, tôi đã thích hắn chỉ sau chưa đến hai ngày gặp mặt mặt tôi lúc đó đỏ lên, làm sao có thể không ngượng cơ chứ, đây là lần đầu tiên có người con trai khác ngoài ba và anh trai lau nước mắt cho tôi, thật đấy. Sau khi lau hết những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt tôi, hắn mới quay lại để tập trung lái xe tê, gờ, ảo thế, lau từ nãy tới giờ mà không bị tai nạn. Phong, này, chính ngươi viết đấy còn kêu ảo à. Gạch dưới đừng để nước mắt phải rơi hắn nói, tuy chỉ vòn vẹn sáu chữ nhưng cũng đủ để tôi biết hắn đang quan tâm tôi. Có thật không nhỉ, hắn đang quan tâm đến tôi sao? Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn qua cửa kính, tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài, ai biết được trong tim tôi hạnh phúc nhường nào, dòng nước ấm cứ len lỏi vào từng kẽ của con tim tôi. Đến trường, vừa bước ra xe đã có cả đám nữ sinh bu vào. Họ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi bước ra từ xe hắn, tôi chỉ cảm ơn hắn rồi chạy thật nhanh vào lớp nếu không sẽ trở thành trung tâm để tụi nữ sinh nói xấu mất. Vừa vào đến lớp, đặt cặp sách xuống bàn, tôi đang định xuống thư viện để tìm sách đọc vì tiết đầu là tiết tự học thì bị một đám nữ sinh chặn lại. Đám nữ sinh ấy mặc đồ cực kỳ sexy, tuy đồng phục của nhà trường rất kín đáo nhưng mấy nữ sinh này đã sửa lại đồ thì phải váy thì cắt bớt cho ngắn vừa đến ngang đùi áo thì để hở cái nút trên cùng trông thật khó nhìn nữ sinh đứng đầu chắc là chị cả chỉ tay vào mặt tôi rồi nói gạch dưới con này là cái con dám mồi chài hoàng tử của tụi mình chính là cái con đi cùng anh phong đến trường muốn làm bạn gái anh phong hà cưng đợi kiếp sau đi chị em xử nó en chép chép này vẫn còn chưa hoàn thành hết nhưng mong mọi người hiểu cho t -g. Mai tác giả phải kiểm tra một tiết ba môn phối hợp nên phải ôn bài, chỉ viết được tùng này thôi. Tác giả hứa sẽ đền bù. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Nữ sinh kia vừa dứt lời, lập tức đám nữ sinh còn lại tiến đến chỗ tôi, vừa bước được hai bước thì tôi lên tiếng. Gạch dưới mấy người là ai? Tôi điềm tĩnh hỏi, loại người này tôi đã gặp nhiều khi còn học trường cấp 2. Gạch dưới là crazy fan, mày biết thế là đủ. Một con nhỏ chảnh trệ lên tiếng, nhìn cái mặt nó toàn là xanh với đỏ khiến tôi mắc nôn. Gạch dưới mấy người định đánh tôi. Giọng tôi lạnh dần. Gạch dưới cái giá mày phải trả khi động đến green của tụi tao. Con nhỏ đứng đầu lại cất lên cái giọng chua ngoa ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là Thùy Trang. Ba nó làm cấp dưới trong công ty của ba tôi, hồi trước tôi có gặp nó trong buổi tiệc của công ty. Chắc nó không nhớ tôi, được rồi, tôi sẽ cho nó biết thế nào là cái miệng hại cái thân. Gạch dưới nghĩ kỹ chưa, đừng hối hận đấy nhé, tôi không nể ai đâu. Lần này thì giọng tôi trùng hẳn xuống, mang theo bao nhiêu là sát khí. Tuy chẳng biết tại sao từ trước tới giờ tôi luôn toát ra sát khí này mỗi khi chuẩn bị ra tay võ của tôi không học được siêu đẳng giống mấy người trong bang hội gì gì đó nhưng mỗi lần đánh nhau thì người bị tôi đánh đều bị thương rất nặng nhiều lúc tự hỏi tôi có sức mạnh như trong phim không nữa nói xong tụi nữ sinh kia lao đến như thú giữ tấn công con mồi tôi cũng chẳng vội làm gì chủ yếu tôi tránh đòn đợi lúc mấy con bò điên ấy kiệt sức thì mới ra tay đỡ tốn công sau khoảng 15 phút thì bọn chúng bắt đầu xuống sức, tôi nhân thời cơ đó cho mỗi đứa một cước ngã ra nền lớp, tay ôm bụng, nể tình họ là con gái nếu không thì tôi đã đánh cho tàn phế rồi. Nghĩ tôi hiền á, xin lỗi nhá, tôi hiền nhưng không có nghĩa là ra tay không độc ác, chị hiền quá mà. Ngoặc kép đóng ngoặc đơn chấm, không uổng công bấy lâu nay tôi học võ. Vừa lúc hạ xong bọn fan phiếc gì đó đang định xuống thư viện thì đến giờ ra chơi và cũng là lúc tôi thấy hắn đang đứng ngay trước cửa. Không biết phải lấy cái gì để tả được nỗi xấu hổ khi để hắn nhìn thấy tôi, một đứa con gái thường ngày có vẻ ủy mị, nét na lại ra tay hạ một lúc 6,7 nữ sinh khác. Tôi đứng như trời trồng trước mặt hắn, môi giật giật, mặt tôi lúc đó chẳng biết có bao nhiêu màu sắc nữa hắn vẫn đứng đấy tay đút túi quần bọn nữ sinh kia thấy hắn đứng đó không nói gì thì tưởng hắn sẽ bênh vực cho mình liền chạy đến khóc lóc rồi con nhỏ đứng đầu đám đó kể gạch dưới hức hức anh phong ơi con nhỏ đó bắt nạt tụi em hu hu anh giúp tụi em với hức tụi em chỉ nói chuyện với nhau về anh vậy mà con nhỏ đó lại đi đến nói rằng mình hức là bạn gái của anh rồi cấm tụi em nói chuyện về anh hu hu gạch dưới đúng rồi đó anh phong anh giúp tụi em đi hu hu hức con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ kia tiếp tục lên tiếng hai con nhỏ đó nói xong làm tôi nóng máu tôi không thể tin được chúng có thể thay đổi tất cả câu chuyện một cách trắng trợn như vậy nếu là các nữ chính ở chuyện ngôn tình hay tiểu thuyết thì họ sẽ thế nào nhỉ chắc là rối rít giải thích với nam chính bằng dấu lớn một công việc vô bổ nhất tôi từng thấy chẳng lẽ giải thích không được lại khóc lóc chạy đi nếu không giải thích chắc họ sẽ cãi lại bằng dấu lớn cãi lại được với loại người đó tất cả mấy việc đó thật vô ích với tôi thì hành động luôn tốt hơn lời nói và thế là tôi bước đến tặng cho con nhỏ lươn lẹo và con nhỏ xanh đỏ kia mỗi đứa một bạt tai nếu làm thế thì hắn sẽ xa lánh tôi tôi biết chứ đánh hai con đó xong tôi nhìn lên mắt hắn xem hắn sẽ thế nào nhưng hắn chỉ nói có đúng một chữ cốt cả tôi và đám kia ngây người không biết hắn nói tôi hay nói bọn họ thấy vậy hắn tiếp lời tôi bảo mấy người cút hết nhanh lên từ sau mà động đến cô ấy nữa thì cứ chuẩn bị trước quan tài đi tôi có nghe nhầm không hắn đang bênh vực tôi nói xong với mấy người kia hắn quay qua tôi gạch dưới xuống căn tin một câu ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn lẳng lặng theo hắn xuống căn tin trong lòng tôi thầm hỏi không biết hắn có ghét tôi không nữa nhất là sau vụ đánh nhau này đến nửa đường tôi khẽ hỏi gạch dưới anh ưm anh có ghét em không tôi hơi run một xíu gạch dưới về chuyện gì hắn bắt đầu giả nai gạch dưới về việc em đánh nhau thấy hắn không có biểu hiện gì lạ tôi nhanh nhỏ hỏi gạch dưới không hắn trả lời cụt lùn nhưng cũng đủ cho tôi hiểu chúng tôi rơi vào im lặng tôi và hắn mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình tôi đang nghĩ về anh trai đáng ra hôm qua tôi phải mua hoa quả về thắp hương cho anh nhưng từ lúc anh mất tích cũng hai năm rồi tôi chẳng bao giờ làm việc đó vì tôi tin anh còn sống xuống căn tin cùng hắn đó là việc mà nữ sinh nào cũng mong đợi nhưng với tôi thì không Nói thật, từ lúc đi cùng hắn không biết bao nhiêu ánh mắt đã chĩa vào tôi, toàn hình viên đạn không à. Xuống đêm căn tin, tôi thấy anh Tùng, anh Nam, chị Tuyết đã ở đó rồi. Tất cả đều hỏi tôi làm gì trên lớp mà lâu vậy, tất nhiên là tôi bịa đủ lý do lý chấu ra rồi, không lẽ lại khai ra mình đánh nhau. Nhìn sang hắn, hắn đang cười tủm tỉm, bực mình quá đi mất anh tùng và anh nam đi lấy đồ ăn cho cả nhóm chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ riêng chỉ có hắn là lâu lâu mới gật đầu hoặc cùng lắm là nhếch môi một cái nhìn một vòng quanh căn tin không khó để tôi thấy được rất nhiều ánh mắt hướng về tôi ngưỡng mộ có khen chét có thậm chí cả bực tức cũng có nói chung là đủ loại ánh nhìn lườm liếc đủ cả từ lúc quen vói mấy anh chị là tôi nổi tiếng hắn đang ăn thì chị tử tiết không may bị nước đổ vào áo nhờ tôi lấy hộ khăn lau trong túi mở túi chị ra tôi thấy cơ man nào là thuốc được cất trong những ngăn khó thấy chiếc khăn tay trắng để ngay trong túi lấy cớ đi lau nước trên áo chị tiết rời khỏi nhóm rồi đi vào nhà vệ sinh tôi cũng đi theo chị từ sau tôi thấy chị đang đưa tay lên để giữ chóp mũi chắc chị chảy máu cam Tôi nghe nói người bị ung thư máu sẽ hay chảy máu cam và ngất xỉu. Nhắc mới nhớ, chị Tử Tuyết nói chị bị ung thư máu từ năm 14 tuổi đến giờ đã 4 năm nếu là người thường chắc đã chết rồi. Có lẽ do chạy chữa nên mới được đến bây giờ nhưng lầm sao có thể chạy chữa mãi được nghĩ mà thấy thương chị Hồng Nhan bạc phận. Không được, tôi phải giúp chị theo chị vào tới wc nữ tôi thấy chị lấy khăn lau lau áo rồi mở vòi nước lau đi máu cam nhưng càng ngày máu càng ra nhiều thì phải chị cứ đưa tay lên giữ chóp mũi tôi bước vào đứng trước mặt chị gạch dưới chị định cứ để thế đến khi nào nữa đậy hả chị giọng tôi như trách móc gạch dưới em đừng quan tâm chị không sao chị tử tiết nói gương mặt cố ra vẻ không có gì Gạch dưới em biết bệnh của chị nặng lắm rồi, chị đừng giấu mọi người nữa. Tôi van nài, gạch dưới không được, chị biết bệnh của chị ngày càng nặng nhưng tháng sau thôi chị sẽ đi phẫu thuật nhưng tỷ lệ sống rất ít chỉ có 50% thôi, xin em, đừng nói cho ai, chị không muốn họ đau lòng. Chị Tuyết nhất quyết, giọng nói nài nỉ. Gạch dưới thế còn anh Tùng thì sao chứ, chị định giấu tất cả, chị đi thì anh Tùng vui chắc. Tôi bắt đầu nói như hét lên gạch dưới chị sẽ chia tay chị tuyết cũng hét lên tôi sững người trước câu nói của chị gạch dưới chẳng lẽ chị chia tay dễ thế sao chị từ bỏ tình yêu của chị một cách dễ dàng như vậy chắc tim chị sẽ không đau chắc gạch dưới đau chứ đau lắm nhưng tình yêu đâu nhất thiết được ở bên nhau mãi mãi đâu em tình yêu là được nhìn người mình yêu hạnh phúc chị sẽ ra đi để anh tùng được hạnh phúc mong em đừng nói cho ai về chuyện này chị van xin tôi Đến lúc này thì tôi còn nói gì được nữa chứ, chị đã quyết thế tôi chỉ biết làm theo, ít nhất thì tôi cũng có thể giúp chị. Trở về căn tin, vừa vào chỗ là gặp ngay mấy ánh mắt dò xét của ba tên kia làm tôi ớn lạnh. Tôi cười xuề xòa, cũng may lúc đó trống vào lớp vang lên giải vây cho tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu bác bảo vệ như bây giờ, anh Phong mà biết thì ông bảo vệ bị đuổi việc chắc, cuối cùng cũng hết buổi học tôi lấy xe rồi ra siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn hôm nay mai về để xem nào mai thích ăn gì nhỉ sườn xào chua ngọt này cá rán súp lơ xào còn gì nữa nhỉ à còn súp cua nữa tôi loay hoay mua đồ rồi về nhà tất cả đều đã chuẩn bị xong tôi bắt tay vào nấu đang rửa rau thì tôi thấy tiếng chuông của chắc mai nó về rồi chạy ra mở cổng, tôi suýt nữa thì bị nó dọa chết, một đống đồ chất trước cổng nhà, trên tay nó là cả đống túi to túi nhỏ, mặt nó thì bịt kín đeo kính dâm. Tôi đến chịu cái con bạn hâm giờ này. Phụ nó đem đống đồ lỉnh kỉnh vào, tôi nói nó lên thay đồ rồi xuống phụ tôi nấu ăn. Nó vâng lời tôi như một đứa em nhiều lúc tôi cảm tưởng tôi nên làm chị nó hơn làm bạn hi hi. Rửa rau xong, tôi bắt tay vào nấu từng món một với sự trợ giúp đắc lực của Mai. 11 giờ trưa, chúng tôi đã dọn đầy đủ thức ăn lên bàn. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức, tôi rất tự hào về thành quả của mình và Mai, tôi mới bắt đầu đụng đến chuyện bếp núc từ lúc ra ở riêng còn lúc ở với ba mẹ thì mẹ tôi nấu ăn cho cả nhà. Gạch dưới ê e bồ, tôi có việc rất quan trọng nói với bồ nè, Mai nói, giọng nó nhỏ có vẻ vui mừng lắm. Gạch dưới chuyện dề, tôi hỏi nó chất giọng kiểu đùa cợt chút xíu. Gạch dưới ngày mai tôi sẽ chuyển vô trường lai like học cùng bồ. Nói rõng giặc tiên bố. Gạch dưới thật không, vậy là từ mai tôi có bồ để chơi cùng rồi hi hi. Tôi vui mừng nói, thật ra từ lúc vô trường lai like của mẹ nuôi tôi chẳng có người bạn nào cả trường quý tộc nên toàn cậu ấm cô chiêu rõ là kiêu ngạo, đanh đá mà kiểu người đó tôi không chơi được suốt ngày cậy vào thế lực của cha mẹ, đối với tôi hiện giờ vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ đã là quá nhục nhã rồi, lại còn cậy vào thế lực của cha mẹ thì thật sự quá vô dụng. Thử hỏi nếu không có cha mẹ của họ xem họ còn vênh váo được bao lâu. Vì thế từ năm lớp 8 tôi được Mai giới thiệu cho làm mẫu ảnh của một số công ty thời trang cộng với việc kinh doanh online cùng Mai nên tôi có thể tự lập. Tôi không muốn là gánh nặng của ai hết, dẫu biết ba mẹ chưa bao giờ coi tôi là gánh nặng cả. Ngày mai con bạn hâm giờ của tôi sẽ chuyển vô trường, vậy là tôi sẽ có người để nói chuyện nhưng không biết nó sẽ gây ra tai họa gì nữa đây gạch dưới 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 Gạch dưới, gạch dưới 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 mọi người góp ý ủng hộ chuyện nha nếu có gì không được thì mọi người cứ ném đã thẳng tay để tác giả sửa chữa chương nam chia tay phần 1. nghe chọn bộ tại mê truyện audio com buổi sáng gạch dưới dậy dậy nhanh lên đi học đi học tôi nói không biết tôi đã nói bao nhiêu lần câu này rồi gạch dưới 5 phút nữa thôi Mai thò tay trong chăn dơ ra năm ngón ý chỉ 5 phút. Đã trên dưới chục lần nó nói kiểu này rồi, cứ thế thì chắc muộn học mất. Tôi phải sử dụng biện pháp cuối cùng thôi, tôi cười nham hiểm. Gạch dưới hai mấy con gấu cho ý lộn gấu bông này không ai cần chúng nữa thì đành đi lót ổ cho con Sun vậy. T. G. Xin trân trọng giới thiệu. Con Sun chính là con chó cảnh nhà chị ý do chính tay chị ấy và chị Mai nuôi dưỡng gạch dưới a a a, con kia, để ngay mấy con gấu ấy lại chỗ cũ, tao dậy rồi đây này. Ngay lập tức nhỏ mai bay từ trong chăn ra, phi thẳng vào phòng tắm, vừa phi vừa hét, sao không phải vừa đi vừa khóc nhỉ mũ. Mũ, đúng 5 phút sau, nhỏ mai từ trong nhà tắm lết ra, khi vào rất khí thế mà khi ra thì mặt nhỏ như bánh bao chiều mặc dù bây giờ mới 6 rưỡi chúng tôi xuống nhà, mỗi đứa lấy một chiếc sandwich cùng hộp sữa đậu nành rồi cùng nhau đi học. Cả hai đều đi bộ vì không muốn gây sự chú ý, mấy ngày qua tôi cũng đủ nổi tiếng rồi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trường, mai nói tôi lên lớp trước để nhỏ đến phòng mẹ nuôi, hiệu trưởng là mẹ nuôi chị Linh, ai không nhớ thì chép một thằng tiến nhé gạch dưới 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 g gạch dưới 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 sau khi tạm biệt Linh, bây giờ TG sẽ dùng ngôi thứ nhất theo lời của Mai tạm biệt Linh xong tôi lên đường đến phòng mẹ nuôi, mẹ nuôi nó cũng là mẹ nuôi tôi mà công nhận cái trường này rộng thật, đi muốn dã rời chân luôn. Tôi cứ bước hết hành lang này đến hành lang khác rồi bỗng. A a a a a a a a, dầm. Ui, ui ra, một chuỗi điệp khúc được cất lên bởi hai giọng ca quá ư là lành lót của tôi và một người khác. Chẳng là tôi đang bận nhìn từng phòng một thì va phải tên nào đó hình như là con trai. Gạch dưới tôi. Tôi xin lỗi, tôi dối rít nói, gạch dưới cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả, mắt để sau lưng à, con gái con đứa mà đi vô ý vô tư, thích tạo sự chú ý với tôi à, ai phiền thật. Hắn vừa lên tiếng đã mắng mỏ tôi một cách thậm tệ. Bực mình mà, nếu hắn để ý thì cũng đâu va vào tôi, đã thế còn già mồm, đã thế thì đừng trách bổn cô nương ta không khách khí. Và thế là tôi đốp lại gạch dưới anh đi đứng kiểu gì mới đúng tôi đã xin lỗi rồi mà anh còn chửi bới thế à nếu anh chú ý thì cũng đâu va vào tôi anh nói mắt tôi để sau lưng thế thì tôi khuyên anh nên khám mắt đi nhé mắt tôi để ở trên mặt mà anh bảo ở sau lưng mắt anh lé à anh đi đứng thì có ý có tứ lắm ý bày đặt còn nữa anh nói tôi muốn tạo sự chú ý với anh á à? xem lại mình đê làm như đẹp lắm không bằng tôi tuôn một điệp khúc dài đến nỗi nói xong thì tôi hít lấy hít để không khí hình như tôi nói kinh quá thì phải hắn đứng đơ tại chỗ một lúc sau hắn mới lên tiếng gạch dưới cô được lắm đã sai lại còn cái đồ con gái lì lợm gạch dưới tại ai mà tôi mới cãi đồ con trai lắm chuyện tôi cãi lại gạch dưới cô cô được lắm gạch dưới cô cô là của dương quá tôi không ngờ anh cũng thích xem thể loại phim đó gạch dưới được lắm, cứ đợi đấy. Đến lúc này thì hắn cũng chẳng biết cãi tôi kiểu gì. Gạch dưới tôi biết tôi được mà. Tôi tự đắc, phải nói thật, sau khi ba mẹ tôi ly hôn thì ngoài Linh tôi chưa cãi lộn với ai một cách thoải mái như vậy. Nhìn đồng hồ tôi mới giật mình giờ sắp vào học rồi, đành tạm biệt hắn, khi nào có dịp thì cãi tiếp vậy. Gạch dưới thôi, tôi bận rồi, có dịp sẽ cãi với anh tiếp, bye bye nói xong tôi chạy vụt đi cô bỏ đi để lại anh đứng bơ vơ ở đó ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy vội đang khuất